tên hàng nha các bạn. Đâu? Dạ. Nhảy hơi và tư thận nha các bạn. Bây giờ vậy mình câu thì không ai quay phim. Mình để cho anh ấy nó câu. Đây à. Rồi dính hai lưỡi luôn hả? Im hé mọi người. Tại sao không? Con này cực kỳ nhỏ nha. Body 3.5 cm và nó mềm. Nó nên là cá nhỏ nè. Cá nhỏ ở đây nè. Bắt lụm hết nha các bạn. Này tháo đi nhé. Nó dính hai lưỡi đúng đẹp luôn. Thảm dính cái xác rồi, dính ba lưỡi luôn. Khó gỡ chết. Đây, ngáy hơi vô tư thận nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ có một cái clip nói riêng về con nhái này. Trước miên mình nói sơ sơ thôi. Cân nặng của nó là 6.5 g, ách xanh là nổi nha. Body là 3.5 cm. Nhỏ hơn, nhỏ tương đương với F35. Nhưng thôi thì thấy nhỏ hơn tí xíu luôn á. Ok các bạn, cũng trắng nha. Xây lưỡi lại. Nay mình đi làm cameraman. Nhưng mà đánh đường cặp đó thử coi. Lụm con nữa nha các bạn. Dễ ăn ha. Đây. Trời ơi. Cá chút xíu mà nó nuốt mất tiêu luôn. Nuốt con mồi mất tiêu luôn. Cầm cho các bạn coi con mồi nha. Đây nè. Nuốt tới trong luôn nha các bạn. Nè, tháo đi. Nãy giờ ra chắc khoảng 5 phút được 2 con nha. Quay. Này ngoài gáy vàng vàng bảo lên đâu con mời coi. Cá đây là vậy không, trọng hơn cái kia ha. Đây các bạn, nuốt con mồi mất tiêu luôn. Đây nhìn đường quá tiêu.
hổm đây đó, trong nút lút trong luôn không? Ngáy bê thận nha anh em ơi. Bảo lên cá. Ở đây đi vào cái đầy xô. Mình xin ông Năm mình câu.